được tin rất buồn, bạn chúng ta, thiếu tá phi công trực thăng khóa 65A phi hành Đào Bá Hùng, phi đoàn 245 sư đoàn 3 không quân Biên Hòa, nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, không còn bay lên bầu trời quê hương như đã thực hiện qua tháng năm dài nơi miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi, những thế hệ bằng hữu, đã chung chịu với Đào Bá Hùng qua từng ngày nhọc nhằn, khó khăn, nguy nan cùng là hạnh phúc. Từ năm 1954, 1965, 1968, 1972 và 1975, tiếp nơi đất Mỹ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nay đành phải chia tay. Chân thành chia sẻ với chị Nguyễn Thúy Phụng, bà hiền phụ Đào Bá Hùng và các cháu chi vụ cuối cùng vào vùng vĩnh cửu của phi công Đào Bá Hùng, cũng là lần cởi bỏ niềm khó nhọc, mỏi gối lưng đồi như nhà văn Đào Vũ Anh Hùng hằng gánh nặng trong cuộc chiến Việt Nam. Vĩnh biệt bạn của chúng ta, thôi coi như rời bỏ hết vàng, rơi không tiếc, gửi tất lòng lý tưởng tới không gian. Chân thành phân ưu, Việt Nam, Chu Vị Thủy Đằng Giao, Thế Phong, Hồ Phong, Hoa Kỳ, Lê Văn Búc, Vũ Ngự Chiêu, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Duy Diệm, Nguyễn Thế Đỉnh, Lê Văn Hải, Nguyễn Hữu Hạnh, Đỗ Văn Hạnh, Thu Nga, Như Hảo, Nguyễn Tống Hiến, Trần Đình Khoa, Phạm Đình Khuôn, Nhã Lan, Lê Văn Mễ, Hoàng Đình Ngoạn, Võ Thành Nhân, Lê Xuân Nhị, Nhữ Văn Phúc, Dương Phục, Vũ Thu Thủy, Chu Vi Sơn, Nghi Thanh, Đào Hiếu Thảo, Nguyễn Văn Thân, Phan Quang Trọng, Vũ Đình Trọng, Bùi Ngọc Tuấn, Hoàng Đình Tuấn, Tuyết Mai Tuấn Minh, Nguyễn Văn Ức, Phạm Đức Vượng Thủy Tiên, Phạm Minh Xuân, Võ Ý và Phan Nhật Nam.